Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa ra quyết định xử phạt đối với công ty cổ phần Kinh Pha Việt Nam vì sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng chưa xác định chưa được xác nhận. Cụ thể, ở thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra của Cục An toàn Thực phẩm phát hiện 7 sản phẩm thực phẩm chức năng có nhãn trực tiếp trên sản phẩm chưa được Cục xác nhận, gồm Kinh Pha Echina, Memoren Kinh Pha, Tán Phong Nhiệt, Bài Thạch Thông Tiểu, Trà Mắt Gan Lợi Tiểu, Diệp hại Châu Gai Xương Kinh Pha. Với vi phạm trên, công ty này bị xử phạt hơn 43 triệu đồng và yêu cầu tiêu hủy các lô sản phẩm. Trước đó, theo thống kê của Cục An toàn thực phẩm, trong năm 2015, Cục An toàn thực phẩm đã ra quyết định xử phạt 261 công ty vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt hơn 4,7 tỷ đồng, tạm dừng lưu thông 71 lô sản phẩm, thu hồi tiêu hủy 5 sản phẩm và 230 kg sản phẩm vi phạm về chất lượng.